bây giờ con tôi ở nước ngoài, nó có quen ở nước ngoài cho nên nó gửi tiền về, gửi về này để phát cái quà cho mấy bà. Mọi người bái chuyển xé cái mặt lại, cái đầu mặt đây. Tụi cháu lên hút cây hiền. Cháu đi vậy này chơi con. Bà bỏ cây quay dài tới mà tránh cho đây là chết đây rồi má. Rồi đó. Đây con quay đi. Bây giờ má nói rồi thôi. Rồi con. Rồi bà ôm bỏ này đi. Cứ bỏ rồi. Con bỏ nó. Dạ hả? Nói mấy bà cái này có cháu tôi nó quen con tôi nó ở ngoài nó đừng đi về nó cho mỗi bà mang quà phụ chứ không phải ở đây mà cho đâu biết hả? Thì nói lên cho nó nghe lưng chân bà nội tôi không biết được đấy, cháu đấy. Ai con gạt, ai con gạt đi, ai nhận ra con gạt đi. Ở đây con Phương Thà hả? Rồi thằng ấy rồi đi nhận luôn. Hiền bác Hiền thiệt cái đứa bác là hả? Dạ hiền. Nhỏ bà đảo bác không xe được cho lãnh dùm cho cái gì? Ai? Đảo hả? Bà Tư Hơn. Bác Sáu hả? Dạ. Kìa cho bác ai trước đây, trước đây, này đi trước đây. Cũng có phần, từ từ đi về. Cái này của bà lão nha. Rồi ông để riêng bên đi. Lấy cho bà ra. Chị đi vô, chị đi. Bắt đâu đó. Dục ơi, cái đó hai phần phải không? Rồi. Bắt xuôi. Nè bắt xuôi. Ấy. Bắt xuôi còn bắt xuôi nữa. Phải không à? Phải không? Phú. Phải thôi. Phú với bà xuôi. Phải rồi, cái đó phải rồi. Phú một nè. Bà lão, bà lão vậy là